SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia đã kết thúc với thành tích đầu bảng tổng các huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Ở môn thi aerobic, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy phong độ vượt trội so với các đối thủ khác trong khu vực, xuất sắc giành trọn bộ 5 trên 5 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Trong đó, vận động viên Hoàng Gia Bảo, sinh viên khóa 28 ngành quan hệ công chúng trường Đại học Phan Lan đã cùng các đồng đội Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh xuất sắc giành được huy chương vàng nội dung 3 người. Đây là mùa giải SEA Games đầu tiên của Gia Bảo sau 13 năm tập luyện bộ môn này. Chàng hot boy sinh viên PR năm nhất trước đó đã sở hữu nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Xin chúc mừng thành tích tuyệt vời của Gia Bảo và các đồng đội. Chúc các vận động viên sẽ tỏa sáng tại các giải đấu sắp tới và mang về niềm tự hào cho thể thao Việt Nam. Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2023, Tập đoàn Giáo dục Phan Lan và Trường Đại học Phan Lan tổ chức lễ khởi công giai đoạn 4, xây dựng 4 tòa nhà G1A, G1B, G2 và T2, hoàn thiện khu phức hợp giáo dục Phan Lan với hệ sinh thái cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Việt Nam. Dự án xây dựng giai đoạn 4 có tổng diện tích sàn khoảng 85.000m2, gồm 4 tòa nhà từ 4 đến 12 tầng, được đầu tư xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tối ưu cho nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Tháng 5 tại Phan Lan thêm rực rỡ chào đón những người bạn Nanyang Technology University, NTU, đến từ đảo quốc sư tử Singapore. Đoàn sinh viên NTU và sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt VLU đã cùng nhau tìm hiểu những đặc trưng văn hóa thú vị của hai đất nước qua buổi sinh hoạt Exchange Culture Việt Sinh Path of Festival, trao đổi cởi mở về cơ hội và thách thức của phái nữ trước làn sóng khởi nghiệp với talk show Women Entrepreneurship The Special Journey, cùng tham quan môi trường làm việc chuyên nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Golden Eye Technologies để hiểu hơn về lĩnh vực tìm kiếm giải pháp công nghệ, cải thiện quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2023, Ban Chiến lược và Dự án tổ chức seminar chuyên đề Thiết kế vi mạch VLSI và định hướng nghề nghiệp với sự dẫn dắt của diễn giả Phiêu Hoàng, quản lý cấp cao, bộ phận thiết kế vi mạch công ty Skyward Solutions có trụ sở tại Austin, Texas, Hoa Kỳ. Tại hội thảo, diễn giả Phiêu Hoàng cung cấp các thông tin hữu ích về thiết bị bán dẫn, các yếu tố cần thiết để phát triển kỹ năng, kiến thức và tình trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và bán dẫn. Seminar giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin có cơ hội học hỏi thêm nhiều kiến thức hữu ích, ứng dụng vào việc học và công việc trong tương lai. Nhằm giúp cho các bạn sinh viên hiểu thêm về phương pháp học tập và tự đánh giá năng lực tiếng Hàn, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tổ chức buổi thuyết giảng chuyên đề Nguyên lý và phương pháp đánh giá năng lực tiếng Hàn với sự dẫn dắt của tiến sĩ Kim Yoon-mi, giáo sư khoa quản lý giáo dục Hàn Quốc, trường cao học khoa học Seoul. Tại buổi thuyết giảng, các bạn sinh viên được tìm hiểu về phương pháp học tập tiếng Hàn hiệu quả, cách làm các bài thi đánh giá năng lực tiếng Hàn, đồng thời hình thành được năng lực, kỹ năng để học tập ở bậc đại học và cao học. Ngày 17 tháng 5 năm 2023, nhằm kỷ niệm 2 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, tri ân Ngày Nhà giáo Hàn Quốc, đồng thời ra mắt hai câu lạc bộ Guri Kumi và Guri Art, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tổ chức chương trình Munguwa. Munguwa tượng trưng cho các thế hệ sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, những con người mang tấm lòng chân thành, ân cần, bền bỉ, không bao giờ tàn mà luôn vươn mình rực rỡ trong cuộc sống. Tại chương trình, các bạn sinh viên được tham gia nhiều hoạt động mang tính gắn kết thầy cô và sinh viên các thế hệ lại với nhau. Mong rằng Munguwa sẽ trở thành chương trình truyền thống, thường niên của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, lan tỏa thêm nhiều giá trị về văn hóa con người Hàn Quốc đến với sinh viên Phan Lan. Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tổ chức lễ khai giảng workshop biên dịch văn học Hàn Quốc năm 2023, giúp sinh viên bồi dưỡng kỹ năng biên dịch văn học Hàn Quốc, định hướng và nuôi dưỡng đội ngũ dịch giả văn học giàu kiến thức, vững kỹ năng trong tương lai. Chương trình được tài trợ bởi Viện Dịch thuật Văn hóa Hàn Quốc. Năm 2023 đã thu hút 150 ứng viên đăng ký đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Sau thời gian sàng lọc, 20 học viên có đam mê và mong muốn tìm hiểu văn học Hàn Quốc có kiến thức nền tảng đạt yêu cầu.
Hy vọng lớp học sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn, giúp các bạn trao đổi kỹ năng và tiếp lửa đam mê, sớm trở thành những đại sứ văn hóa, góp phần kết nối hai đất nước ngày một bền chặt. Ngày 13 tháng 5 năm 2023, Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Phan Rang kết hợp cùng với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam EY tổ chức chương trình workshop Career Orientation 2023, định hướng nghề nghiệp cùng ACCA và EY dành cho sinh viên khoa kế toán kiểm toán. Workshop Career Orientation 2023 đã giúp các bạn sinh viên ngành kế toán kiểm toán Trường Đại học Phan Rang có thêm nhiều góc nhìn, hướng phát triển mới trong lĩnh vực kế toán, hiểu về vai trò của các chứng chỉ quốc tế và tầm quan trọng của vấn đề hội nhập. Từ đó, hy vọng sinh viên Phan Rang có thể chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng hơn, ngày một tiến xa, nâng cao vị thế của bản thân và nhà trường trong lĩnh vực và đóng góp thêm nhiều giá trị cho đời sống. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2023, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Phan Rang tổ chức buổi giao lưu giữa các bạn sinh viên khoa với những kiến trúc sư đến từ các nước Đông Nam Á. Buổi gặp gỡ mang đến cho các bạn sinh viên cái nhìn chân thật hơn về nền đô thị tại Việt Nam nói riêng và các nước lân cận nói chung. Các bạn sinh viên đã được tìm hiểu những kiến thức mới mẻ của lĩnh vực thiết kế trong và ngoài nước, cũng như các quy trình mà công nghệ tiên tiến, điển hình là ChatGPT đang mang lại cho cuộc đồng hóa đô thị mới ở Đông Nam Á. Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Khoa Công nghệ sáng tạo tổ chức chuyên đề truyền thông và vấn đề kỹ thuật công nghệ nhằm mong muốn các bạn sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về các thiết bị phục vụ cho công nghệ truyền thông. Tại chương trình, tiến sĩ Phan Nguyên Vĩnh, giảng viên khoa điện ảnh truyền hình Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, chia sẻ với các bạn sinh viên xoay quanh các vấn đề về công nghệ lưu trữ, thông tin và ngôn ngữ truyền thông, truyền dẫn và production media, mass media. Ngoài ra, thầy còn tận tình giải đáp các thắc mắc trong quá trình học tập và giao lưu trao đổi vô cùng sôi nổi cùng các bạn sinh viên. Trong 2015 và 16 tháng 5 năm 2023, Top 30 dự án cuộc thi Ra Khơi 2023 đã trưng bày các sản phẩm và mô hình của mình tại sảnh A cơ sở chính, sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên Phan Rang. Trải qua 3 buổi training từ các chuyên gia, các đội thi đã tích lũy được nhiều bài học quý giá để áp dụng vào dự án của mình. Poster Show sẽ là cơ hội để các đội thi giới thiệu dự án của mình đến với cộng đồng Phan Rang. Những sản phẩm được trưng bày chỉnh chu cho thấy được sự chuyên nghiệp và tâm huyết của các startup trẻ quyết tâm đầu tư khởi nghiệp. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên tổ chức workshop với chủ đề Kỹ năng số và xu hướng nghề e-commerce and logistics trong tương lai, nhằm trang bị kiến thức nâng cao kỹ năng số cần thiết cho sinh viên ngành e-commerce and logistics. Các diễn giả đã nhấn mạnh việc chuyển đổi số trong thời đại hiện nay diễn ra liên tục và phát triển từng ngày. Việc phải bắt kịp với chuyển đổi số là việc quan trọng để cho các bạn mong muốn theo ngành này cần nắm bắt để có thể tiếp tục trong ngành nghề hiện nay. Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng mang lại rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các bạn sinh viên. Nếu các bạn không thể tận dụng những cơ hội đó, các bạn rất dễ gục ngã trong quá trình làm việc. Mong rằng sau khi tham gia chương trình, các bạn sinh viên đã có được góc nhìn mới về ngành nghề mà mình theo đuổi và đã có thể vạch ra được con đường sắp tới của mình. Chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phan Rang nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 28 năm thành lập trường 1995-2023, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1980, 19 tháng 5 năm 2023, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Phan Rang tổ chức hội thi Tiếng hát Phan Rang năm 2023 dành cho các công đoàn viên Phan Rang. Tối ngày 18 tháng 5 năm 2023, chung kết hội thi Tiếng hát Phan Rang đã diễn ra sôi động tại hội trường Trịnh Công Sơn với 14 tiết mục tranh tài. Tại đêm chung kết, thầy cô đã dành tặng khán giả những phần trình diễn cảm xúc, mãn nhãn mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực, kết nối các thành viên Phan Rang. Một cuộc thi mà khán giả dành tình yêu thương ủng hộ cho tất cả các tiết mục từ các đơn vị. Kết thúc hội thi, tiết mục Hào khí Việt Nam do Khoa Khoa học Cơ bản xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Phan Rang News xin chúc mừng thầy cô đã có một đêm diễn bùng nổ thể hiện tài năng cá nhân sau những giờ làm việc, giờ dạy học trên lớp. Yeah.
ngày 19 tháng 5 năm 2023, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Viện Kỹ thuật Nông nghiệp và Kinh tế Sinh học Linus tổ chức hội thảo quốc tế Biomass Valorization Solutions and Applications. Sự kiện diễn ra trên cơ sở đồng thực hiện dự án Coffee Char, quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, các chuyên viên đầu ngành đến từ Brazil, Mỹ, Đức, Ý cùng tập thể giảng viên khoa môi trường Trường Đại học Văn Lang. Hội thảo gồm 6 nội dung chuyên sâu được trình bày với 2 phiên thảo luận. Phiên 1, ứng dụng cho các quá trình chuyển đổi nhiệt trong ổn định sinh khối, các dự án nghiên cứu mô hình trình diễn và mô hình thực tế trong ổn định sinh khối. Và phiên 2, các ứng dụng chuyển hóa nhiệt từ phế phụ phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao tính bền vững của chuỗi giá trị sinh khối. Văn Lang News xin chúc mừng hội thảo khoa học quốc tế đã diễn ra thành công, thuận lợi. Bản tin tuần Văn Lang News số 93 khép lại tại đây. Hẹn gặp lại đại gia đình Văn Lang trong bản tin tuần sau.